tọa lạc tại ngã tư đường Lý Tự Trọng và Thủ Khoa Huân, trung tâm quận 1 và cách chợ Bến Thành khoảng 200m. Son Kitchen and Bar nằm trong danh sách những nhà hàng ngon được lựa chọn bởi tập đoàn Michelin nổi tiếng thế giới. Kết quả này phản ánh nỗ lực của tập thể Son Kitchen and Bar phục vụ tận tâm và cam kết mang đến trải nghiệm ẩm thực thú vị với các món ăn kết hợp Latin cho tất cả thực khách. Hơn 4 năm có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Son Kitchen and Bar là nhà hàng cao cấp thời thượng, phục vụ các món ăn đặc trưng kiểu Mỹ Latin hiện đại và đến nay đã có 2 cơ sở. Cơ sở 1 là ở tầng 1, số 100-112 Lý Tự Trọng, quận 1 và cơ sở 2 ở 514B Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Thời gian hoạt động sáng từ 11 giờ đến 14 giờ và chiều từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Son Kitchen and Bar ra đời là nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh mang phong cách Mỹ Latin độc đáo, đầy cá tính cả về món ăn và không gian, đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong làng ẩm thực. Hơn 4 năm qua, Son vẫn nằm trên con đường Lý Tự Trọng, quận 1 nhộn nhịp, chứng kiến Sài Gòn chuyển mình theo ngần ấy năm, vẫn từng ấy khách quen và thêm nhiều khách mới. Son cũng thay đổi nhiều để phục vụ mọi người tốt hơn. Trước đây Son tọa lạc tại số 115 Lý Tự Trọng, nhưng từ tháng 9 năm 2023 được dời sang ngã tư đường Lý Tự Trọng và Thủ Kho Hưng, cách đó khoảng 50m. Với không gian rộng, thoáng, các món ăn được chế biến cầu kỳ và nước sốt đa dạng. Bước vào Son, dù những năm trước hay hiện tại, cũng đều gây ngạc nhiên cho khách bởi vẻ sôi nổi nhộn nhịp bên trên, một cánh cửa với cầu thang hẹp dẫn lối lên lầu. Thực đơn của Son khá đa dạng, bao gồm các món ăn từ khắp châu Mỹ Latin, từ bánh taco của Mexico cho đến ceviche. Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức margarita đặc trưng. Mặc dù thực đơn của Son rất sát với các món ăn Mỹ Latin, món ăn ở đây được khơi nguồn cảm hứng từ khắp mọi nơi, nhưng đó chính là ý đồ của chủ nhà hàng, mang những hương vị và màu sắc từ các nền văn hóa khác nhau lên bàn ăn tại Son. Thêm vào đó là những nguyên liệu địa phương tươi ngon nhất, điểm xuyến các gia vị của châu Á, khiến cho thực đơn tại Son Kitchen and Bar lạ lẫm nhưng quen thuộc và phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Trong nhóm starter, tức món khai vị, đây là món bánh kẹp nhân nấm với sốt truffle aioli và salsa cà chua, giá 210.000 đồng. Đây là món salad phô mai burrata với trái cây theo mùa và giấm balsamic với giá 250.000 đồng. Trong nhóm main course, tức món ăn chính, đây là món sườn cừu nướng cay với kem chua, sốt ớt barbecue, giá 600.000 đồng. Đây là món mì Ý tôm cay với rau mùi và ớt morita, giá 320.000 đồng. Đây là món bò wagyu nấn sườn, cơm Mexico và sofrito, giá 520.000 đồng. Đây là món hải sản hỗn hợp ceviche, tức hải sản tái chanh, với sốt cà chua cay, nước sốt Diablo, gồm bơ xoài, giá 270.000 đồng. Về đồ uống, thực khách có thể chọn bia Corona, rượu vang, cocktail, nhiều loại nước giải khát và món tráng miệng thơm ngon nữa. Với các món ăn đậm chất châu Mỹ Latin cùng không gian thoáng đãng mang hơi hướng Santorini, dù đi một mình, với người yêu hay đi cùng nhóm bạn, gia đình, bạn cũng sẽ tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi Son. Bên cạnh khách Việt Nam, Son Kitchen and Bar có khá đông thực khách là người nước ngoài tìm đến. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại!